Lê Tính trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của chương trình Cổ Nhạc Tri Âm của đài KVOA được phát trên băng tần 57.8 và hệ thống Galaxy 19, 50 tiểu bang và Canada. Kính thưa tất cả quý vị khán giả, đầu chương trình Lê Tính chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Đầu tiên là thẩm mỹ viện Hồng Cúc số 714-312-8994, 714-312-8994. Kính thưa tất cả quý vị khán giả, trong dịp mùa hè này, ai đến với thẩm mỹ viện Hồng Cúc sinh học phun xăm sẽ được tặng một máy phun trị giá 400 đô la. Kính thưa tất cả quý vị khán giả, cơ sở thứ hai là thẩm mỹ viện Ngọc Nữ Lady Bell. Đây là một cái cơ sở không thể nào thiếu trong chương trình Cổ Nhạc Tri Âm, bởi vì đây cũng là bảo trợ chính của chương trình. Chị Ngọc Nữ đã tạo mọi điều kiện để tất cả anh em chị em nghệ sĩ chúng tôi có được một chương trình cổ nhạc đến tất cả quý vị khán giả hàng tuần. Số 714-534-4500, 714-534-4500 là số điện thoại của thẩm mỹ viện Ngọc Nữ Lady Bell. Ở đây tất cả quý cô cần cái làn da trẻ đẹp mà không cần giải phẫu thẩm mỹ có thể liên lạc với chị Ngọc Nữ. Ở đây có rất là nhiều cái lo chăm sóc sắc đẹp cho các chị em, và đặc biệt là còn có một loại xăm gọi là Sun Ginseng, một loại xăm rất là đặc biệt. Xăm này để dành cho tất cả những người làm việc nhiều mất sức, thì khi dùng xăm này thì sẽ được có nhiều sức khỏe, và đặc biệt là các bệnh nhân của bệnh ung thư cũng có thể xài dùng cái loại xăm này. Và thứ ba là Angel 7. Angel 7 là chuyên trị thấp khớp đau nhức dành cho các cô bác lớn tuổi hoặc là các anh chị làm việc nhiều mệt mỏi hàng ngày thì có thể dùng cái loại Angel 7. Số 888-350-3888. Kính thưa tất cả quý vị khán giả, và cùng với Lê Tính đồng hành trong chương trình này không thể thiếu đó là sự góp mặt của nhạc sĩ Hoàng Phúc và nhạc sĩ Hai Trân. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục bước vào câu chuyện của gia đình bác Ba Khó. Trời đất ơi, cái gì vậy? Cái gì mà anh Hai Minh, cái gì mà quậy quại quá vậy? Tính ơi, bây giờ tôi đang buồn thối ruột luôn nè. Trời ơi, buồn buồn vừa vừa thôi, buồn mà buồn thối ruột. Em nói cho anh nghe nè, cũng may là bữa nay không phải là mùng 1 Tết á. Mùng 1 Tết mà anh để cái bộ mặt này đi ra đường hả, bảo đảm là người ta xui cả năm luôn á. Vậy chứ thất tình mà tính biểu cơ làm sao mà vui cho được. Cái gì? Thất tình. Thất tình? Ừ. Trời ơi, thất tình, ngồi xuống đây tâm sự. Ngồi xuống đây tâm sự đi, trời ơi, cái gì chứ. Ba cái chuyện mà tình yêu rồi yêu đương lãng mạn mà nhiều chuyện rồi em thích lắm. Mà em nói thiệt với anh, cái tánh của em ngộ lắm nha. Em nghe cái chuyện của người nào kể cho em nghe nó không bao giờ mà em đi học lại hết trơn á. Trời ơi, có chuyện gì kể cho em nghe, thất tình ai? Tính biết cô Út Phụng không? Út Phụng, Út Phụng ở xóm trên đó. Trời ơi, xóm này ai mà không biết. Đó. Trời ơi, xóm này em nói thiệt với anh á, chuyện lớn chuyện nhỏ gì của những người trong cái xóm này á là ai em cũng biết hết trơn. Út Phụng với nhà với nhảnh đó, sảnh xa sảnh xẻ đó, phải không? Đó, vậy đó mà lại khó tánh nữa chứ. Sao khó trời tánh? Ơi, tính biết không, tôi theo đuổi là biết bao lâu rồi. Tôi cứ đi lên đi xuống đi qua đi lại mà cô ta không có ngó ngàng gì tới. Anh nói sao? Anh đi lên đi xuống đi qua đi lại hả? Dạ đúng rồi, người ta không để ý anh là đúng rồi. Tự nhiên cái nhà người ta cái anh đi qua, cái anh đi lên đi xuống đi qua đi lại, người ta tưởng ăn trộm á, người ta không kêu người bắt anh làm ai luôn á. Ủa mà anh để ý cô Phụng bao nhiêu lâu rồi? Cũng lâu lắm rồi, cũng đâu gần cả chục năm hơn rồi đó. Chục năm? Vậy năm nay mấy tuổi? Năm nay tôi cũng ba mấy tuổi rồi. Ba mấy tuổi, trời ơi, chết rồi, chết rồi, căng quá rồi. Sao vậy? Trời ơi, nếu mà thêm một năm nữa mà anh không cầu hôn cô phụ mà anh không có vợ là anh ế luôn đó. Rồi rồi rồi, bây giờ làm sao bây giờ? Yên tâm đi, em nói thiệt với anh á hả, em cái gì cũng làm được hết trơn á. Cái chuyện mà ở trong cái xóm này ai yêu ai đồ là em làm mai làm mối không đó. Vậy đó trời hả? Trời ơi, anh biết không, gia đình bác Ba Khó nè, hai vợ chồng gây lộn với nhau. Đó, nhờ em với ông Hoàng Phúc với bác Hai Trân qua quất cái trích đoạn đó là hai người á là yêu thương nhau liền. Ồ vậy đó. Trời đất ơi, còn ai tài dữ vậy ta? Ai mà thương nhau mà không đến được với nhau á, em nói tới nói lui trước sau gì á cũng chia tay nhau à. Không, trước sau gì cũng cưới nhau à. Trời ơi, làm hết hồn à. Ông quân sư gì đâu. Bây giờ sao? Cách nào chỉ tôi coi. Bây giờ nghe quân sư hỏi nè. Bây giờ á mình phải biết ý thích của cái người mình thương là họ thích cái gì. Cái gì ta? Đó, bởi vì đó là cái khó của tôi là tôi không biết là cô Út Phụng này cô thích cái gì, cho nên mình cứ rà qua rà lại tới luôn để mình tìm hiểu. Nhưng mà cho tới bây giờ thì tôi cũng không biết, để coi cô có phải là cô thích. Trời ơi, thôi người ta mà không biết người ta thích cái gì. Trời ơi, đừng có nói là mình thích ăn thích uống nha. Đồ. Ăn uống ngày nào cũng phải ăn uống hết trơn á. Cái sở thích gì đặc biệt của người ta đam mê. Anh hiểu không? Ồ, cái này thì có thể là tôi biết nha, tức là cũng là ăn, nhưng mà là món ăn tinh thần đó. Là sao? Tức là ca hát này kia đó. Ồ, vậy mà cũng biết đó. Em giả bộ em hỏi anh vậy thôi á. Trời đất ơi,
cô Út Phụng á ha, có cái giọng ca rất là ngọt ngào. Cổ cũng nhờ em đó là giới thiệu cổ vô nhóm đờn ca tài tử của gia đình bác Ba Khó đó. Ủa vậy hả? Vậy thì kỳ này sẵn giới thiệu cho tôi luôn đi. Thì từ từ tính sao, trước tiên là anh phải lấy lòng cô Út Phụng. Anh người ta thích ca hát, anh làm sao anh phải dùng cái lời ca tiếng hát của anh để anh thuyết phục người ta, để anh làm cho người ta phải để ý tới anh, hiểu không? Anh biết ca không? Hay quá vậy ta, đúng là quân sư thiệt mà. Ê nó nghe nè, gấp ý nha. Mai mốt là hành động là cứng rắn chút nha. Yeah. Hay quá nha. Yeah. Hay quá nha. Trời ơi, bà cũng bà gặp là bà chạy luôn. Tại vì thì mình cũng dỗ gì nhưng mà đàn ông lên mạnh bảo yeah. Đó bây giờ hát em nghe thử coi. Sợ dỗ mạnh nó đau. Trời ơi đàn ông mình thấy mạnh. Rồi. Bây giờ hát em nghe thử, nếu mà được á là em sẽ làm mai anh cho cô Út Phụng. Vậy ha, vậy thì bây giờ quân sư nghe thử coi được không ha. Được. À bây giờ nhờ hai nhạc sĩ Hai Chân và Hoàng Phúc dùm ơn giúp giùm. À, em sẽ hát 32 câu lưu thủy nha. Trời ơi, lưu thủy trường không? Đâu có, nó tiếng 32 câu. Nhưng mà cái điệu này nó chỉ có mấy phút thôi. Dạ. Giờ tập luôn, vừa ca vừa diễn thử rồi. Giờ để ý gì có cô Phụng ở đây nè. Tưởng tượng có cô Phụng ở đây vừa ca vừa diễn luôn. Bước ra đây luôn. Rồi nha, vậy là nhờ quân sư nha. Rồi. Nhờ quân sư chú ý coi rồi giới thiệu giùm nha. Nhắc lại tích xưa cho quý Phật tử cũng nghe, mình quốc ấn nơi ca Tỳ La Vệ Thành, có đức vua Tịnh Phạn người dân đức gồm hai, khắp nơi nơi thần dân an cư, lạc nghiệp thanh bình, trên chúa thánh dưới tôi ngay phò trì, bên vua hiền còn có hoàng hậu Ma Gia, nhan sắc dường như ngọc như hoa, một đêm kia Ma Gia hoàng hậu đến trước bệ tâu cùng chúa thượng rằng tiếp đã được ân sủng của quân vương, ngày ngày sống trong cửa các lầu son, từ nay tiếp muốn được an nhàn không nghe ràng buộc, vững tâm trí lần xa thể trường, chẳng phiền chi đến kẻ hạ người hầu. Người ngang tàn hung bạo tiếp cúi đầu ngưỡng vọng đến thiên nhang, về cho tiếp những điều vừa xin, tiếp nhận lời vua liền chuẩn nghi. Hoàng hậu Ma Gia lần thứ hai quỳ trước bệ rồng, xin vua bao dung cho kẻ cùng định cơ cực, và yêu dân như yêu chính bản thân, giúp của tiền cho kẻ đói nghèo lang thang, mở một tù ăn xá tội nhân, lấy đức trọng vua trùm lên bá tánh lễ dân. Lẽ đâu ta sống trong cung trốn điện ngầm, thân thì được phủ che nhung lụa, suốt đêm ngày yên ngầm vui say, kiếp thần à xin để lòng này khỏi bâng khuâng, khi nghĩ đến dân lành mọn nắng hai sương, Tịnh Phạn Vương nghe qua lòng rất hân hoan, nghe ngài chuẩn bế không chút chần chờ, hoàng hậu tạ ơn vua lui về cung điện, lòng vui mừng vì được ân sủng của nhà vua.
một đêm đẹp trời. Trăng thành gió mát thành thời, thời tiết tuần hòa khắp nơi nơi. Hoàng hậu chim bao bà thấy lạ lùng, chốn không trung bạch tượng trong rõ sáu ngà, bông xa xuống mình ta. Tình dân mơ thấy gấp quê vòng thơm nước mùi hương. Hoàng hậu ma già ráo chân bước ra đường, truyền thị vệ thánh vua để phân tượng. Ôi thiệt là kỳ lạ làm sao. Tại chân vua rung lên mắt tối tăm bờ bình, tiếng thần tiên trên mây trôi nhạt. Rằng ta mừng vua hữu thiện căn, sắp có con lập nên đạo cả. Cõi ta bà này có mấy ai hơn, nhìn trên không vua tới ta cúi đầu. Được đêm lành ta đẹp già biết bao. Đứng im, đứng im, đứng im, đứng im, đứng im, đứng im nha. Chừng nào em đếm kêu 1, 2, 3 rồi hả quay qua nha. Đứng im đó nha. Rồi, chuẩn bị đi quay qua. Cảm ơn Hoàng Phúc với bác Hai Trân đi. Cảm ơn đi. Dạ, cảm ơn nhạc sĩ Hai Trân. Rồi, ngồi đứng yên nha, chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Ủa? Trời. Trời ơi, ngạc nhiên kìa. Trời ơi. Sao mà? Bất ngờ không ngờ cũng biết hát đều có tài tử nữa ha. Trời ơi, em nói anh nghe nè, phải đánh vào cái tâm lý của người ta, phải đánh vào cái yêu thích của người ta. Bình thường á là em nói là anh Minh á, anh hẹn chị không bao giờ chị tới, và em nói là chị ơi đi nghe anh Minh hát là chị tới liền, thấy không? Đúng là quân sư thiệt. Ngồi mà xuống, ngồi xuống. Ủa à, mà út tới lâu chưa vậy? Tới cũng hơi lâu lâu rồi. Mà hát cái bài gì mà nó dài quá anh Tính à. Dài nhưng mà hay. Dài nhưng mà hay, cái giọng sang sảng kia đó. Ngồi đi. Trời ơi, gặp người đẹp phải ngồi chứ. Đúng là xúc động quá. Trời ơi. Bất ngờ rồi xúc động nữa. Đàn ông lên. Đúng là quân sư hay quá nha. Đàn ông lên. Bất ngờ xúc động, bất ngờ quá, xúc động quá chứ đừng, bất ngờ quá xúc động, nhớ nhớ nha, giữ mặt mũi nha. Chị, bây giờ chị thấy cái giọng của anh hay hay không? Nghe cũng được. Mà chị biết xưa giờ là anh hai để ý chị 10 năm rồi không? Trời, vậy đó hả? Ờ, vậy mà mình hoài. Vậy mà mình đâu biết gì đâu, tại vì để ý mà không ngỏ lời sao biết? Quân sư thấy chưa? Nghe chưa? Để ý mà không ngỏ lời thì làm sao người ta biết? Bởi vì... Nhưng mà em nói anh nghe, đàn bà con gái mà người ta biết hết đó, nhưng mà tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Mình đàn ông mình phải mở lời thì người ta mới dám tiến tới chứ. Em nói thiệt với chị Phụng nha, cái giọng của anh Hai Minh nha với cái giọng của chị nha, mà cái xóm này mà hợp thành một cặp, em nói thiệt cả vậy làng vậy sống cái xóm mình luôn. Trời ơi, làm gì khen dữ vậy, mắc cỡ quá. Thì bây giờ thôi, giờ đó em nói giờ hai người bây giờ kiếm bài nào đi, giờ hát xong ca đi, rồi em có được rồi em gả luôn chị Phụng cho anh luôn. Trời ơi. Ôi xin cha của anh lộn, em sao đâu là em tí má chị. Hồi nãy cái đòi làm con, giờ đòi làm cha mẹ. Út bây giờ Út thấy sao? Được không? Út thấy là coi như là anh có thể song kiếm hợp bích. Ủa, song ca với Út là như lộn, song ca hùng. Cha này coi phim Tàu dữ lắm nha. Thì bây giờ anh hát bài gì để coi Út có nhớ không chứ? Không, nhưng mà Út không biết. Cái bài này phải nói lên cái nỗi lòng của anh, cái nỗi niềm của anh và cái hoàn cảnh của anh nha. Chứ không phải muốn hát bài gì hát đâu nha. Trời, hơi khó nha. Theo quân sư biết không? Theo tôi nghĩ thì cái bài có cái bài này nè, nó giống như nó ấp ủ, giống như cái tâm trạng của tôi với Út vậy đó. Bài gì? Cái bài mà thể điệu Lý Hòa Kiêu đó, Tân Cổ Giao Duyên. Nhưng mà không biết Út có là có Bộ biết không? Nếu mà biết thì Út thử nha Út ha. Lâu rồi cũng không hát, mà có lâu lâu rồi có nghe nghệ sĩ Thanh Ngân hát rất là thích, rất không, là bây giờ thích. Vậy này, bây giờ mình coi theo giống như là ý trời đi. Bây giờ mình tính vậy đi, thí dụ như bây giờ cái bài này đó là hai người hát mà thành công thì có nghĩa là cái duyên trời định. Còn nếu mà cái bài này á mà chị Út Phụng mà không thuộc thì kể như là anh ở giá suốt đời. Được không? Bây giờ mình thử thời vận đi nha. Mình coi giống như là một cái là canh bạc đi ha. Rồi bây giờ hên xui may rủi nha. Rồi
Bây giờ mời hai người. Hy vọng là bữa nay là có sự hỗ trợ của hai nhạc sĩ Hai Chân và nhạc sĩ Hoàng Phúc, cũng như là có quân sư Lê Tính đây thì Úc Phụng sẽ cố lên nha, để cố, cho cố gắng, cố gắng hết mình, mình tròn nha. Đó. Tròn gì mà tròn, trời đất ơi, về quê mà nói tiếng Anh tiếng Mỹ hoài không có hiểu. Mình phải tập chứ, phải tập chứ. Trời ơi, dân dưới quê tôi chất phát đơn giản lắm, đừng có nói tiếng Anh tiếng Mỹ nhiều. Mà bà này cũng vậy nữa, mà mốt đi học English for today đi. Trời ơi, kêu người ta đừng học nói tiếng Anh tiếng Mỹ mà bắt tôi phải đi học English for today. Bà học là để bà nói đúng, còn nếu không thì đừng có nói. Nói mà nói sai thì thôi im luôn đi. Rồi bây giờ hát thử tôi nghe coi. Rồi. Bây giờ thì xin nhờ hai nhạc sĩ giúp giùm cái bài Tân Cổ Giao Duyên, Lý Hòa Kêu. Em là Khánh Minh sẽ cùng hát với Úc Phụng. Ừ, em làm con quạ cho. Hòa kêu nam đau nữ phòng, người dân khác hòa sao đem lòng nhớ thương. Dẫu cho khát khó người dân, tâm đầu ý hiệp không thương sao đành. Đem lòng thương nhớ, ôi mà họ nói gì thì kệ họ, miễn mình có thì thôi. Thôi đi, nói cách gì thì anh cũng nói cho xong mà, tránh đường cho tôi đi á, kẻo trễ. Quả kêu, kêu cái bà quả kêu, quả kêu nam đau, tính đau đời phong, đi dâm bắt loạn, chân đoạn mà đi, đem về thì thôi thôi, ngày ngày thì hân hối, không hỏi không màng, là ai không màng, người quên có quên. Nói là khó quên ấy dễ
hỏi thì đành rồi, chứ không màng thì đâu có. Dẫn nhau một ngày bó băng. Vậy sao hồi tối người ta tới nhà mà không chịu ra mở cửa vậy? Anh quên là người ta nói là phi đạo tắc dâm hay không? Những chuyện tuổi mình là chuyện trăm năm. Gặp gã gì mang tiếng mang tâm cha mẹ buồn. Gấp chứ sao không gấp, cưới vợ thì phải cưới liền tay đó, chứ để lâu ngày rồi thiên hạ họ dèm pha cho coi. Thì bây giờ họ đã dèm pha rồi chứ sao, cái chặn ngã chặn đường tôi hoài à, cho nên người ta dèm pha tùm lum hết trơn à. Bầu nè, nếu đã chẳng được gặp nhau cho đỡ sầu trong dạ thì thôi, tôi xin bầu cũng đừng có hờn trách mà chi. Sợ là sợ tiếng miệt phi, chứ đâu sợ chỉ cặp chỉ chung đường. Ở nhà trộm nhớ thầm thương, ra đường gặp mặt cho đỡ buồn vậy thôi. Anh về cậy môi nhờ mai, cha mẹ dắt mặt thì gặp nhau hạ rộng. Út nè, làm rể mấy năm á, anh đây cũng sợ đó. Chỉ sợ cha mẹ nghèo, thiếu rượu hụt ca. Hay là anh đoán trước tính sao, muốn làm heo cưới vợ mà sợ tôn cái đầu cho ông mai. Đâu có đâu. Em. Anh đâu có sợ đâu. Nhìn thẳng không sợ hả? Rồi. Không sợ bước, sao? Lên một sao còn bước, đứng đó hoài vậy? Ờ, vậy thì mình đi. Đứng yên đó, đứng yên lên. Rồi, chuẩn bị. Nhìn thẳng lên trước. Nhất bái thiên địa. Bái. Rồi, nhị bái cao đường. Trời ơi. Rồi, bay quay qua nhìn nhau. Quay qua nhìn nhau thôi. Phu thê giao bái. Thôi đi, kỳ quá quỷ sư. Em nói chị nghe. Trời ơi, đúng là quân sư. Rồi, hồi nãy là mình đã nói rồi ha, là có nghĩa là khi cái bài này mà hai người mà hát á, mà không có bị quên lời, không có bị giống như là hư trước hư sau, thì có nghĩa là duyên trời định. Thì thôi bây giờ em nói trước sau gì thôi, chị cũng cưới đó. Thành ra giờ lấy ai cũng vậy, giờ lấy giờ mình cảm ơn nha. Trời ơi, bây giờ chị cũng gì đâu mà đứng giữa đường vậy mà kêu lấy vậy hả? Trời ơi, trên 30 rồi bây giờ không lấy rồi ế rồi để nhà làm mắm hay sao vậy nhé. Kính thưa tất cả quý vị khán giả, chương trình Cổ Nhà Tri Âm của đài KVOA phần 1 đến đây đã chấm dứt. Chúng tôi xin cảm ơn sự góp mặt của hai khách mời, nghệ sĩ Kim Phụng và nghệ sĩ Khánh Minh. Cảm ơn hai nhạc sĩ Hoàng Phúc và nhạc sĩ Hai Trân. Cảm ơn chị Ngọc Nữ của đài KVOA và cảm ơn tất cả anh em ánh sáng âm thanh và đặc biệt là đạo diễn hình ảnh Tiến Dũng đã cho chúng tôi có một chương trình để gửi đến tất cả quý vị khán giả. Kính thưa tất cả quý vị khán giả, và cuối cùng là cảm ơn các cơ sở thương mại Thẩm mỹ viện Hồng Cúc, Thẩm mỹ viện Ngọc Nữ Lady Bell và Angel Seven. Và trong phần 2 của chương trình, mời tất cả quý vị khán giả cùng theo dõi trích đoạn Sử Án Thượng Dương với sự góp mặt của nghệ sĩ Bình Trang, nghệ sĩ Quỳnh Hoa và nghệ sĩ Em. Bây giờ chị Phụng gửi lời chào quý vị khán giả đi. Và Kim Phụng xin gửi lời chào đến toàn thể khán giả của KVLA, tức là 57.8, với lời chào thân thương trân trọng nhất. Trời ơi, thành công rồi, tới Thiên Anh. Rất là vui khi mà Khánh Minh được cùng với Kim Phụng đến đây để dự chương trình Cổ Nhạc Tri Âm của đài KVLA, cũng như nhóm của nghệ sĩ Lê Tín và nhạc sĩ Hoàng Phúc, cũng như là nhạc sĩ Bác Hai Chơn đã tổ chức một cái chương trình này. Cảm ơn giám đốc đài là chị Ngọc Nữ đã tổ chức cái chương trình để cho anh em nghệ sĩ chúng tôi có dịp lâu lâu để mà đem lời ca tiếng hát của mình gửi đến với quý khán thính giả khắp mọi nơi trên mọi miền thế giới, cũng như là cái chương trình đem bông bông cổ nhạc đơn ca tài tử, cổ nhạc tri âm đến tới mọi người. Và một lần nữa thì Khánh Minh xin gửi lời cảm ơn chân tình nhất đến toàn thể quý vị. Chúc quý vị và gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc thành đạt. Xin lời kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau ạ. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào phần 2 chương trình với trích đoạn Sử Án Thượng Dương.